Chào các bạn đã đến với kênh Thiên An Show. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ hồ mùa thu nha. Đây là khung cảnh mặt hồ vào mùa thu. Nhìn các cây cối đã ngả màu, mặt hồ thì êm đềm, gợi cho mình một nét buồn miên man ha các bạn. Mình lấy một ít màu xanh dương rồi đến màu trắng. Sau đó dùng cọ pha hai màu này lại với nhau, tô lên để tạo thành bầu trời mùa thu nha. Kéo nét cọ từ trái qua phải và chậm chậm thôi nhé. Sau đó dùng cọ màu trắng quẹt tiếp lên nào, cho đều tay á. Rồi dùng màu xanh đậm tô ở phía dưới, lần này là tạo nước đây các bạn. Rồi cũng dùng màu trắng tô lên, quẹt màu cho đều hết nha. Lấy một ít màu xanh đậm, rồi tiếp đến là màu vàng, rồi đến màu đỏ, xanh lá cây nữa nè. Dùng cọ quẹt màu xanh đậm, sau đó chấm vào 1/3 bức tranh bên trái nha. Các bạn cẩn thận để màu nó chảy như vậy thì dùng cọ quẹt lên lại nhé. Màu xanh đậm xong rồi lại đến màu xanh lá cây nha. Mình sẽ tô lên giữa bức tranh nè. Cũng chậm chậm và nhớ là đừng có vẽ nét cọ liền nha. Như vậy là nó không có ra bức tranh hồ mùa thu đâu á. Phần này thì mình kéo cọ xuống. Công đoạn tiếp theo là mình pha màu vàng và màu đỏ lại với nhau. Sau đó thì tô lên phần bên phải còn lại của bức tranh. Dùng cọ để quẹt màu xuống thì các bạn nên dùng đầu cọ to và các cọng cọ cứng để màu được đều hết nha. Chấm màu để thấm hết vào bức tranh nè. Dùng một ít màu vàng chấm lên màu đỏ ở trên để tạo màu sắc cho đẹp hơn đó. Màu đỏ cho đậm thêm nè. Tiếp tục là mình dùng màu xanh nhạt để tô lên phần giữa màu xanh lá cây nha. Mình cũng lấy màu xanh dương cho thêm lên phần ngọn cây nè. Tiếp tục mình lấy một ít màu đen để tạo thành đường ngang giữa như thế này. Công dụng là gì các bạn biết không? Để tạo thành mặt hồ có nước á. Mình dùng cái đai màu để tạo thành các nhánh cây nha. Coi chừng lem á, này mà lem là tao nói xấu lắm luôn. Tạo nhánh xong rồi đến rễ nhé. Màu trắng này là tuyết ở hồ á các bạn. Đây là hồ vào cuối mùa thu đầu mùa đông nên sẽ có tuyết rơi và đóng thành băng như thế này nha các bạn. Chấm vào cho hết mặt hồ luôn nha. Mặt hồ đầy tuyết. Cây cối thì ngả màu vàng nè. Các bạn có thấy hồ mùa thu đẹp không? Mặt hồ thì êm đềm, gợi cho mình một nét buồn miên man ha các bạn. Nếu các bạn đam mê vẽ tranh thì hãy tập vẽ thử nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thiên An Show để xem thêm nhiều video mới nha. Bye bye.